trước đó các bạn, để tôi nhảy vô đó là nguyên cái đám rừng trong đó, ta hiểu là gì. Đây thứ ba nằm trong cái quá trình cái dự án học của cái thú. Thì như vậy khi phân bố vô bên trong cái mô thì nó có thể phân bố về mô dự trữ, hoặc là nó phân bố về mô tác dụng, hoặc là đưa về cái mô mà ở đó nó bắt đầu nó biến đổi thuốc để nó thải ra ngoài. Thì quá trình này được gọi là quá trình chuyển hóa, thuốc. Thì hiện nay dược động học lâm sàng hiện nay người ta xếp hai cái tiến trình chuyển hóa với đào thải là hai cái tiến trình liên tục luôn đi chung lại với nhau, đều là quá trình biến đổi thuốc để thải ra ngoài hết. Trong đó chuyển hóa thuốc là quá trình biến đổi một chất đi ngang qua một cơ quan nhưng vẫn còn trong cơ thể, còn đào thải thuốc là một quá trình biến đổi một cái thuốc để thải hẳn ra ngoài. Bản chất đều là quá trình chuyển hóa hết, nhưng mà một đứa thì đi ra nhưng đi ngang qua vẫn còn ở trong cơ thể, còn một đứa đi ngang qua thì ra ngoài một hạt. Giống như các bạn thi hết môn dược lý là chuyển hóa, còn thi tốt nghiệp là đào thải, giống như thì ở đây toàn bộ đều là phải thi hết, thì nó qua quá trình biến đổi. Thì chúng ta nhớ những cái điểm gì này khi học về chuyển hóa thuốc các bạn. Đầu tiên chúng ta phải nhớ, nếu nhìn vô đây tới đây hiệu ứng vượt qua lần đầu, hiện nay người ta ít có nhắc tới bản chất của hiệu ứng vượt qua lần đầu, chính là quá trình chuyển hóa thuốc thôi, nhưng mà nó đặc trưng cho những thuốc chưa kịp ghé qua chỗ tác dụng để thải ra. Cho nên là thật sự bản chất của hiệu ứng vượt qua lần đầu vẫn là một quá trình chuyển hóa thuốc, các bạn nhớ nha. Nên lúc trước giới thiệu cho các bạn vậy thôi, nhưng thật sự nó nằm ở trong phần này. Thì có những cái điểm chúng ta phải chú ý đầu tiên hết để chúng ta nhớ. Chúng ta cứ điểm thứ nhất khi học quá trình chuyển hóa, ta nhớ điều gì? Trong quá trình hấp thu, một cái thuốc muốn vượt ngang qua hàng rào hoặc tế bào thì phải phục vụ một cái tính thân trong cái tính khác ở dạng không nguyên hóa, tan trong limit để vượt qua lớp limit mạnh, đúng không? Thải, nó sẽ thải ra chỗ nào là chính? Chắc chắn là rất nhiều con đường qua các dịch đào thải ra bên ngoài, và một trong những cái đào thải chính là thuốc đi qua, tức là đi qua nước tiểu, tức là phải thải qua thận. Mà muốn thải qua nước tiểu thì phải tan trong nước tiểu, như vậy nó phải tan trong nước, tức là đường tiêu hóa tan trong nước để theo các cái dịch đào thải đi ra ngoài. Thậm chí nó thải theo dịch mật quay trở ống tiêu hóa, nó thải theo một dân dân, tất cả đều phải tan trong nước hết. Vậy thì lúc hấp thu bắt người ta phải tan trong limit để hấp thu dễ, phải tan trong nước để thải ra. Một cái chất từ dễ hấp thu, dễ tan trong limit sang dễ tan trong nước để dễ thải trừ thì đó là quá trình dễ chuyển hóa bên trong cơ thể. Chúng ta nhớ điều đầu tiên chính là chỗ giúp cho một chất từ dễ hấp thu sang dễ đào thải, vậy thôi. Đó là cái bản chất chính yếu của quá trình chuyển hóa. Nên các bạn sẽ thấy nha, khi hấp thu nè, gần như là hấp thu chủ yếu ở dạng không nguyên hóa, nhưng khi ra thì ra các dịch đào thải, nó có thể mang tan trong dịch để nó bắt đầu vô trong ống mật chủ, nó đổ ra lòng ống tiêu hóa để nó đi ra ngoài. Cái thuốc đó phải gọi là có chu trình ngang ngược, hoặc là đa phần nó sẽ biến thành những chất tan trong nước được lọc qua cầu thận, nó bài tiết vô trong thận để theo dịch thận ra ngoài, hoặc là nó bài tiết vô những cái sản phẩm các chuyển hóa khác, mồ hôi, sữa, nước miếng, nước bọt cũng như thì tất cả đều phải tan hết trong nước. Thì chuyển hóa chính là quá trình dịch để biến giống gì bản chất của nó. Dịch thứ hai, chuyện gì diễn ra khi nó đổi cái công thức từ một cái chất không phân cực chuyển thành một cái chất phân cực tan trong nước thì
nó có biến đổi công thức hóa học không? Biến đổi. Và hãy biến đổi đó thì hoạt tính dược lý có thay đổi không? Có thay đổi. Cho nên bạn sẽ thấy gần như hầu hết các cái chất qua các sản phẩm chuyển hóa đều có tính hợp thải ra ngoài. Và người ta sẽ tìm trong các diện tượng thải là sản phẩm chuyển hóa gần như không còn tác dụng. Đó là cái chung. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó các bạn. Có những chất bản thân của nó khi qua quá trình chuyển hóa thì đi ra ngoài, nhưng lại có những cái chất bản thân của nó là không có tác dụng gì hết, người ta muốn đem vô qua một quá trình chuyển hóa mới tạo thành chất có hoạt tính rồi mới thải ra ngoài, thì cái chất đó ta sẽ gọi là tiền dược hay là phụ rớt. Chuyển hóa sinh học nó còn giúp cho một cái chất từ một cái những cái thuốc các bạn đang xài rất nhiều chất là không có tác dụng gì đó phải vô trong cơ thể qua một quá trình chuyển hóa mới có tác dụng và sau đó mới được đào thải ra ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì những cái chất hoạt tính này nó bền trong môi trường ban đầu, người ta phải mượn một cái hệ thống chuyển hóa trong cơ thể để vô nó mới biến hóa thì có tác dụng tại chỗ, nó sẽ thải ra. Còn nếu chúng ta tổng hợp ngay cái chất này đem vô ngay từ đầu thì sẽ hư, nó không giữ được. Đó là cái này sẽ gọi là tiền chất và tiền dược. Rất nhiều thuốc chúng ta đang xài đây là tiền dược các bạn. Nó vô nó mới bắt đầu biến đổi, cho nên nó phụ thuộc, tác dụng phụ thuộc rất lớn vô nó có được chuyển hóa cái này hay không, hay cơ thể mình nó có biến hay không. Và bên cạnh đó thì có những chất khi tạo ra đưa bản thân vô có hoạt tính rồi thì quá trình chuyển hóa lại tiếp tục nó tạo ra chất hoạt tính rồi nó mới đẩy ra ngoài nữa các bạn. Học một phim là một trong cái tác dụng gây nghiện của một phim là do cái chất chuyển hóa sau này, còn cái tác dụng trước này chỉ là chất giảm đau thôi. Nên các bạn học chương một phim của thầy Xuân dạy rồi, cái đứa mà gây nghiện, đứa gây lại tổn thuốc là gì? Đó là cái sáu cái glycyrrolic, cái chất liên hợp với axit như nó gắn vô một phim ở vị trí carbon số 6 của axit glycyrrolic, chất đó mới vượt qua đường hàng rào não và đó mới là nguyên nhân mà gây ra dung nhập, tức là hiện tượng về gây. Còn có những cái chất không có ai đưa một cái chất độc thể cho chúng ta nha, mà bắt buộc hay họ độc tính của một thuốc là do sản phẩm chuyển hóa trung gian tạo thành. Chính cái những chất này nó tạo ra chứ không ai uống thuốc độc vô hết. Độc tính tác dụng phụ là do những cái ông này tạo thành. Ví dụ cụ thể học rồi đó. Đó là gì? Là gì? Là paracetamol. Paracetamol có gây độc không? Không. Cái chất mà gây tổn hại tế bào gan là chất chuyển hóa, nó là gì? N-acetin paraquinolamin. Nó là cái chất đó không nhớ không? Đó là mới là cái chất chuyển hóa gây độc. Nên là không có ai đưa, nên chúng ta nói uống paracetamol bị tổn thương tế bào gan đột nhiên, không phải, nó không gây, mà cái N-acetin paraquinolamin á, N-ABQ á, cái chất đó mới là cái chất gây ra tổn thương tế bào gan. Vậy thì một cái chuyển hóa của thuốc chúng ta nhớ cái diện đầu tiên chúng ta phải nhớ. Cái diện thứ ba, chuyển hóa thuốc diễn ra cơ quan nào cũng là cái chuyển hóa thuốc hết, có hết. Tuy nó diễn ra chỉ trừ có cái mô chết thôi, nó mới diễn ra cái chuyển hóa thuốc. Nhưng trong đó thì khi người ta sẽ xem xét vô cơ quan nào là cơ quan chính, nên trong đánh giá về độc tính của một thuốc thì người ta hay xem gan là cái cơ quan chuyển hóa chính. Tại sao vậy thì nữa mình coi. Và thận là cơ quan đào thải chính, nhưng mà mình nhớ là cái bản chất của quá trình chuyển hóa đào thải đều là chuyển hóa thuốc hơn. Nên hãy đánh giá một cái tác dụng của một độc tính của một thuốc, cái tác dụng phụ, ta hãy đánh giá vô cơ quan gan với thận là cơ quan chuyển hóa với cơ quan đào thải. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, ta nhớ chuyển hóa của thuốc bên trong cơ thể là chuyển hóa sinh học chứ không phải là phản ứng hóa học. Tức là không có chuyển một cái chất A là thuốc cộng với một chất B là cái gì đó bên trong cơ thể ra phản ứng tạo thành chất C, chất D, nó không phải là phản ứng hóa học mà là phản ứng sinh học. Tức là lúc nào cũng phải nhờ một cái hệ thống enzyme xúc tác để tạo ra phản ứng. Cho nên là cái chuyển hóa thuốc bên trong cơ thể nó phụ thuộc vô rất lớn cái hoạt động của hệ thống enzyme. Đấy, giờ đây nên có thể hóa trên rất nhiều người. Mỗi một người, ví dụ như là các bạn thấy phản ứng hóa học thì A cộng B rồi cho ra C cộng D, đúng không? Cái chuyển hóa thuốc nó không diễn ra theo kiểu này. Nó nhờ một hệ thống enzyme nào đó và bắt đầu nó sẽ loại cái lốc CH3 ra. Nó tạo thành một cái chất A, cái chất này được gọi là sản phẩm hoặc cơ chất. Thì một cái cơ chất sẽ gắn với một cái enzyme để tạo ra sản phẩm. Chuyển hóa thuốc luôn luôn là
con phản ứng hóa học, do đó nó phụ thuộc hướng vô hệ thống enzyme này. Hệ thống enzyme đó nó sẽ quyết định chuyển hóa, và chúng ta đều biết cái hệ thống enzyme trên cơ thể nó phụ thuộc rất lớn vào yếu tố di truyền, nên có người uống thuốc vô cái chuyển hóa rất nhanh không tác dụng, có người uống thuốc vô chuyển hóa rất chậm cũng điều đó là gây ra độc tính. Thì đó là cái liên quan đến yếu tố di truyền, liên quan đến các hệ thống enzyme. Thì các bạn nhớ giùm, hãy chuyển hóa thuốc thì có ba cái điểm giống như vậy. Chuyển hóa thuốc nó diễn ra khắp cơ thể, nó diễn ra ngay cả khi trước khi quá trình hấp thu trong ống tiêu hóa. Giờ các bạn rất nhiều các cái thuốc mà bản thân nó khi nó vô tới nó bị các enzyme ở hệ thống dịch tiêu hóa phá hủy ngay từ đầu, nên chúng ta thấy các cái thuốc bản chất là protein thì không bao giờ ta cho dùng người uống, bởi vì nó sẽ bị các enzyme tiêu hóa phá hủy hết, giống như là thịt cá nhân không, gần như là bị phá hủy ngay từ đầu. Thì cái thứ hai, nó sẽ vô tới bên trong máu. Trong máu thì cái hệ thống enzyme xúc tác chuyển hóa thuốc rất ít, chủ yếu là các entera. Và về nguyên tắc sinh học, cái bài giảng sinh lý sinh hóa thì các bạn bắt thể thêm cái chữ A sao là những cái enzyme phá hủy cái cấu trúc ở động, để chúng ta có entera là những cái enzyme mà chuyên phá hủy những cái thuốc có cấu trúc rẻ tàng. Gần như trong máu là những cái thuốc cấu trúc rẻ tàng thể vô tới đó là nó bị phân hủy ngay tức khắc, đa phần cái chủ yếu thì diễn ra. Và chính vì vậy mà một số các phản ứng đó là cái glucokin, các bạn học chữ thuốc tê là cái gì đúng không, protein, chúng ta có mấy loại thuốc tê, thuốc tê bài của lớp đại học bài thực tập chưa, làm gì lý chưa, chúng ta có mấy loại thuốc tê, còn nhóm hóa học nhóm, nhóm thứ nhất là nhóm có cấu trúc ét, hai là nhóm cấu trúc amid, nhóm thứ ba là nhóm cấu trúc eta, và nhóm thứ tư là nhóm cấu trúc ceton. Vậy thì những cái nhóm có cấu trúc giống vậy, thể vô tới trong máu là lập tức bị phân hủy ngay, và nó cho ra cái bên đây giống như cái dị nguyên có cấu trúc giống acetaminophen bên dưới, biểu hiện ngay tức khắc. Thuốc tê mà có cấu trúc ST một khi đã bắt đầu hấp thu vô trong máu là phản ứng biểu hiện. Còn những cái thuốc có cấu trúc amid, tức là chỗ này CHNH, thì nó không vô trong máu, nó không bị cái etera phá hủy, mà nó chỉ vô tới trong gan nó mới bị etera phá hủy, nó mới bị cái gan đưa ra các cái ăn. Cho nên cái nhóm lidocaine đồ nó phục vụ rất lớn cho chức năng gan. Còn cái nhóm này thì vô tới bên trong máu là bị hủy ngay, là nó dẫn ra cái nguồn gốc gây nhiễm. Và dường như đó là lý do mà protein hiện nay bỏ khỏi thị trường luôn. Và nữa tiếp các bạn sẽ học một cái bài đó là cắt xuống da, thì người ta sẽ dùng protein để gây ra cái dị ứng trên da con thỏ để coi cái thuốc bôi ngoài da đó nó có chuyện hay không. Các bạn sẽ cạo lông bốn dùng giống như nè, thì một cái các bạn sẽ bôi nước muối sinh lý, một cái dùng các bạn sẽ bôi cái protein nha, thì sau đó chúng ta cái phẩm màu xanh betadine, thì cái protein nó vô chỗ đó nó sẽ gây phù mặt và nó tổn thương, nên là cái phẩm màu ở trong sẽ thoát ra nhuộm xanh ngay cái dùng. Thì nếu chúng ta lấy một cái thuốc bôi ngoài da chúng ta thử á, ta bôi trên một cái nó cũng ra màu xanh giống như vậy, thì cái thuốc nó không có sử dụng được. Hỏi lên thì cái tính da dành cho tất cả các cái thuốc về mỹ phẩm bắt buộc đăng ký mỹ phẩm là phải có cái báo cáo bôi ngoài da được hay không, thì tôi các bạn sẽ làm bài thực tập đó đó. Thì protein sẽ là một trong những chất để gây ra tác dụng gây cái tính da, do nó bị phóng thích ra cái paraben, và nó sẽ dẫn đến là gây cái dị ứng. Lúc cái dùng bôi đó nó xanh lại do cái phẩm màu tiêm trong tĩnh mạch, cái tĩnh mạch bị phù đó nó sẽ bể không mặt, nó thoát ra ngoài, nó dựng ở chỗ đó. Thì nữa các bạn sẽ có vài tuần này, đây là cái lidocaine nha. Ngoài ra cũng nhiều cái thuốc, ví dụ như là aspirin, bản thân của aspirin nó không có phải là cái ta chất có tác dụng. Cái chất có tác dụng mà hạ sốt kháng viêm là acid salicylic này. Nhưng cái acid salicylic này nó là cấu trúc là acid, nên nếu dùng nó vô mặt đường uống nó sẽ công kích dạ dày, nó gây tổn hại cái mặt dạ dày rất dữ, nên người ta sẽ dùng nó dạng muối giống như vậy để nó mất đi, nó che đi cái gốc acid này, che nó mất đi cái tính chất phá hủy cái niêm mạc dạ dày. Và khi cho đứa này vô thì khi đứa này nó được
cái gốc này nó sẽ che gốc này lại, nó không tổn hại cái mặt dây dày. Nhưng dù muốn dù không thì vẫn còn cái tấm vinin vẫn bị chống chỉ định trên lá dây dày thì nó đỡ hơn. Và khi thằng này vô tới trong máu rồi thì estera trong máu mới bắt đầu cắt cái đoạn này ra ra. Nên trước đây cái chế phẩm đầu tiên để điều trị cho cái giảm đau các viêm nó là cái này, acid salicylic. Nhưng phản ứng phụ trên cái mặt dày dày rất mạnh nên người ta mới chế ra giống này để đưa vô. Và vô đó thì khi vô hấp thu vô trong máu thì estera nó sẽ cắt ngang chỗ này lại để tạo thành cái này mới có tác dụng. Cho nên cái này được gọi là tiền chất này, cái pro đó rất nhiều thuốc khi mình xài sẽ đi theo cái nghiên cứu cái chuyển hóa và phục vụ. Thì cho dù ở cái khi vô trong ngô, cho dù ngô nào đi nữa thì chuyển hóa thuốc nó vượt qua. Còn người ta chia ra là hai pha, pha một với pha hai. Dạ. Thấy anh, cho dù là nó đi theo mấy pha không biết thì cái cục của nó như tôi nói lúc đầu, luôn luôn nó biến một thuốc từ không phân cực chuyển sang phân cực dần 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 để đào thải ra ngoài. Còn cái thuốc ngay bản thân từ phân cực đầu thì nó đã đi thẳng ra. Đây bản chất của nó giống vậy. Thì hai cái pha, các bạn học lâu dài các bạn có đã chuyển hóa con thuốc, thuốc được chuyển hóa qua pha 1 là pha liên hợp, rồi pha 2 là pha gì, đúng không? Trong đời các học có để ý không? Trong các cái chi vượt thuốc người ta có nhắc tới chuyển hóa thuốc có hai giai đoạn dần nha. Thì tất cả các thuốc mấy pha không cần biết nhưng cuối cùng đều nó giúp cho đào thải ở cái dạng phân cực dễ theo các diện đào thải. Có thuốc nó sẽ có hai pha, có thuốc chỉ có một pha, và có thuốc nó là bản thân nó tan trong nước, ví dụ lorunati khi đi vô thì nó đi thuốc ra bên ngoài luôn, nó không đi ra luôn. Thì nó luôn luôn là đi theo giống như vậy. Đó là về cái các cái giai đoạn phân chia. Còn bản chất của giai đoạn thì nó chia làm hai giai đoạn. Phản ứng đầu tiên hay pha 1 người ta gọi là phản ứng không liên hợp. Trong phản ứng này chủ yếu nó dùng các hệ thống enzyme để bắt đầu nó phá hủy cấu trúc của thuốc để phân cực dần. Ba cái phản ứng chính cho trong cái chuyển hóa thuốc ở pha 1 đó là phản ứng oxy hóa, phản ứng khử, phản ứng tiễn phân. Và trong đó chủ yếu là phản ứng oxy hóa. Phản ứng này sẽ được cung cấp bởi hệ thống enzyme nằm trong cytochrome của tế bào nhu mô gan, đó là cái cytochrome P450. Nên khi qua những cái enzyme này ở nó sẽ xúc tác, nó tạo thành những dẫn xuất bắt đầu phân cực dần, cho nên nó bị oxy hóa. Nên các bạn học trai các bạn nghe nhé, thuốc được chuyển hóa qua hệ thống cytochrome P450 nha. Và cái hệ thống enzyme này là một cái hệ thống hàng trăm cái enzyme. Những cái enzyme này nó nằm trong cái tế bào nhu mô gan, cho nên người ta gọi gan là cơ quan chuyển hóa chính, là giống vậy. Đây là cái hệ thống chuyển hóa chính, nhớ là xúc tác cho phản ứng oxy hóa thôi ha. Còn những cái phản ứng khử tiễn phân là nó diễn biến bởi các cái enzyme khác, Thì cái dẫn xuất đi qua cái giai đoạn này có thể là bắt đầu phân cực hoặc thậm chí chưa có phân cực nổi, cho nên lại phải qua một cái pha thứ hai. Pha này được gọi là pha liên hợp, bởi vì lúc bây giờ cơ thể nó sẽ vận chuyển đến những cái chất nội sinh bên trong cơ thể để gắn vô những cái dẫn xuất này để giúp tạo thành những cái phút tan dễ dàng hơn, tức là nó cung cấp cho những cái xe để gắn thành này vô dễ tan trong các dịch đào thải ra ngoài. Nên phản ứng này được gọi là phản ứng liên hợp. Và những chất này là những nội sinh, lúc bây giờ nó sẽ xài những chất nội sinh chứ không phải là chúng ta muốn thải cái thuốc đó ra thì phải cho uống acid linoleic vô ha, mà là những cái chất bên trong cơ thể nội sinh nó sẽ chờ cái hệ thống enzyme đang phê ra gắn vô để nó tạo ra những cái phức chất và nó thải ra. Như vậy các bạn sẽ thấy trong dịch đào thải nó sẽ thải ra ở cái dạng gắn kết này. Nếu các bạn không ra các bạn đọc, các bạn sẽ thấy thuốc được đào thải 50% ở dạng liên hợp với acid linoleic, 10% ở dạng glutathione, 20% ở dạng lysin hóa trong nước tiểu. Là ở đâu có? Là do cái pha này nó giúp nó mang ra. Thì các bạn sẽ hình dung ra hiểu giống vậy. Còn giai đoạn đầu nó nói thuốc được oxy hóa, nên được chuyển hóa bởi hệ thống enzyme cytochrome P450 thì chúng ta hiểu ha, đó là hai cái giai đoạn để nó biến phân cực dần dần nó đi ra ngoài, hai giai đoạn. Và người ta sẽ gọi đối với nhau đây là liên hợp và đây là không liên hợp, lý do giống chuyện thôi. Và mỗi một cái thuốc cấu trúc hóa học nó khác nhau thì nó sẽ chịu các giai đoạn biến nha đổi khác nhau tùy trên cái cấu trúc hóa học, nên là mỗi thuốc nó có một cái con đường chuyển hóa biến đổi khác nhau. Thì đây chúng ta đi sâu vô chi tiết một chút xíu. Đó là cái nhóm phản ứng thứ nhất, nhóm các phản ứng chuyển hóa qua giai đoạn thứ nhất, hay là các phản ứng không liên hợp. Nhắc lại,
trong giai đoạn này nó tới 3 cái loại phản ứng chính: loại oxy hóa, thử, tiễn phân. Tùy theo cấu trúc của mẫu thuốc mà những cái thuốc đó nó sẽ chịu cái phản ứng gì đó. Trong đó cái phản ứng oxy hóa nó chịu trách nhiệm chủ yếu với hệ thống enzyme nằm trong cytochrome B450, nằm trong cái tế bào chuyên môn gan. Tại sao họ gọi là cytochrome B450 có biết không? Học oxy hóa. Đây là hệ thống enzyme nằm trong tế bào nhu mô, nằm trong microsome của tế bào nhu mô gan. Tại sao họ gọi tên là cytochrome B450? Là do khi đầu tiên họ phát hiện ra thì họ thấy đây là cái protein và nó hiện lên một cái vết ở cái vùng khả kiến có mức sống là 450 nanomet, cho nên họ gọi đây là cái cytochrome, tức là những cái chất nằm bên trong tế bào này ở microsome này, và nó thấy được ở vùng khả kiến. Cái vùng khả kiến đó nó sẽ hiện lên một cái vết màu hồng, nên là gọi là B450. Thì đó là cái tên họ gọi. Thì khoản của cái hệ thống cytochrome B450 nó là cái quá trình các bạn học bên sinh hóa, chỉ là các phản ứng nhiều nhờ điện tử thôi. Nó khi đi ngang qua đó thì nó biết một cái chất mẹ, thuốc mẹ ban đầu, nó nhường điện tử, nó nhận điện tử gì đó, đến cuối cùng nó được gắn thêm cái góc hydroxy vô, và nó gắn góc hydroxy vô này bắt đầu nó phân cực, bởi vì cái oxy nó còn cái đôi điện tử tự do đây này, thì nó dễ nhận điện tử, nó dễ nhận proton vô để nó chịu dùng quá. Thì đó là cái về cái bản chất của quá trình cytochrome B450. Thật sự là nó chỉ là một các cái phản ứng nhiều nhận điện tử để nó cho ra cuối cùng cái sản phẩm của nó là sản phẩm của oxy hóa. Đó là cái cytochrome B450. Thì lưu ý một chút xíu nữa, đi sâu hơn nữa, hiện nay nếu nói cytochrome B450 thì chúng ta đi học chơi thôi, còn đi học sâu hơn nữa, trong cái hệ thống cytochrome B450 này không còn là một cái enzyme duy nhất, mà hiện nay người ta thống cytochrome B450 là một mình trong cái enzyme cùng một cái chức năng là cái nhiệm vụ oxy hóa cái thuốc để gắn cái góc hydroxy vô. Nhưng mà mỗi một cái cấu trúc khác nhau nó sẽ cho một cái hệ cái enzyme khác nhau, và người ta gọi đó là các cái ship. Tới đây bắt đầu nghe quen rồi. Họ gọi là ship. Đây là cái hệ thống enzyme cụ thể nằm trong cái cytochrome B450. Trước đây họ gọi là cytochrome thôi, B450, còn hiện nay mỗi một thuốc sẽ có một cái enzyme được định danh, tích danh luôn. Đó là cái enzyme gì để xúc tác phản ứng oxy hóa. Và trong đó họ sẽ đặt tên đó là ship, nó viết tắt của chữ cytochrome B450, nó viết tắt. Bản chất của cytochrome, cái ship này nó là một cái mono oxygena, tức là một cái enzyme oxy hóa, nó xúc tác cho phản ứng oxy hóa. Và về phân biệt hiện nay thì người ta thấy có khoảng 12 cái họ gia đình ship, và mỗi một họ gia đình ship giống vậy đều giữ cái chức năng là xúc tác phản ứng oxy hóa hết, nhưng mà nó phụ thuộc vô cái cơ chất, tức là cấu trúc của mẫu thuốc khác nhau, nó sẽ cho hệ thống khác nhau, và họ mới đặt tên ra đó là ship. Họ phân ra theo quy tắc 12 cái ship này, đánh giá từ 1 đến 12. Và trong mỗi một cái họ giống như vậy, cái trật tự, cái gen mà cái nhóm 3 repeater nằm bên trong đó nó thay đổi để nó xúc tác ra khác nhau nữa, tức là cái kiểu gen khác nhau thì cho ra kiểu hình khác nhau. Người ta tiếp tục là có 1A, họ đánh số 1, 2A theo một cái quy tắc nhất định. Nếu bạn nào chịu khó học sâu hơn thì chúng ta đi sâu vô phần này. Và tới đây thì hãy nhắc tới các cái ship này các bạn phải biết nha. Và nhớ một điều về quy định hiện nay, đánh số thì những cái ship từ 1 cho đến 3 là những cái ship đã của người, tức là do cơ địa di truyền của người tạo thành. Thì nên các bạn sẽ thấy những cái ship hiện nay khá nổi tiếng là như đây, đó là ship 2C19 nè, ship 2C9 nè, ship gì nữa, ship 3C4 nè, ship 3C5 nè, ship 2D6 không có tư lượng. Đó là những cái hệ thống enzyme xúc tác cho phản ứng oxy hóa các thuốc hiện nay rất nhiều. Vậy thì các nhóm kháng sinh, các thuốc ức chế miễn dịch, thuốc điều trị đái tháo đường, tim mạch, đồ yên dân, thuốc động kinh, đồ hiện nay là người ta đều chỉ ra rõ luôn. Không còn nói thuốc đó được chuyển hóa bởi cytochrome B450 nữa, mà họ nói thuốc được chuyển hóa bởi ship bay. Thì hệ đầu tư ship thì các bạn nhớ nha, đó là các enzyme nằm trong nhóm microsome gan, nằm thuộc nhóm cytochrome B450, và nó được định danh cụ thể là để cho xúc tác một cái bộ thuốc cụ thể nào đó. Thì các bạn sẽ thấy họ có quy định này ha, viết tắt nhân dân thì thông thường
là người ta chỉ đối với từng người thì có ba cái họ, đó là ship 1, ship 2, đến ship 3. Và trong đó nó được diễn hóa rất nhiều các thuốc ở từng người. Nên các bạn sẽ thấy ví dụ như vậy. Nó không có còn một thể, ở đâu không còn chung chung là cytochrome P450 nữa. Thì các bạn sẽ nghe nhé, ở đại học có nghe nhắc hết chưa? Là có nghe nhắc khá nhiều, được chuyển qua với ship mấy nha, thì chúng ta hiểu. Đó là cái enzyme ở đầu tiên, qua điều đặc biệt. Viết có thể được chuyển hóa bởi nhiều cái ship, chứ không phải là một cái ship. Acetaminophen thì nó chuyển hóa bởi ship 2O1, nhưng nó còn được chuyển hóa bởi gì đây? Bởi ship 1A2, chuyển hóa rất nhiều. Ship 4 nó chuyển hóa rất nhiều các nhóm thuốc, nước trong ảnh. Thì nhớ nhắc lại, giờ đây nè, từ 1 cho tới 3 là những cái enzyme nó được chuyển, tức chuyển hóa những cái thuốc này đã được nghiên cứu trên chuyển hóa của người. Còn nó ship 7, ship 8 gì đó, không biết, bên chó, trên mèo gì đó, không có biết. Còn ship 1, ship 2, ship 2, ship 3. Ngoài ra thì các bạn ráng lưu ý một điều nữa, các phản ứng oxy hóa thuộc virosome gan thì còn có những cái enzyme không nằm trong virosome gan. Đó là những cái enzyme không, nó nằm bên ngoài cái bào tương, nó có thể xúc tác cho một loạt các phản ứng. Ví dụ nữa, các bạn học ra đọc trong chuyển hóa về rượu, nó ghi rượu được chuyển hóa bởi hai hệ thống enzyme nằm trong virosome gan, tức là cái hệ thống ship, và nằm ngoài virosome gan, tức là cái hệ thống về ANDH hay là LDH nằm trong này. Thì tôi nhắc cái này là bởi vì cái phần chuyển hóa là phần khó nhất của ta. Những cái này đều là những cái ví dụ để nhắc dài những cái ví dụ về sau nha. Nhớ cái này chứ không phải tự nhiên tôi bắt các bạn phải ngồi học cái nặng nhất những gì đâu, mà những cái này sẽ lần đi ra các cái ví dụ về sau để chúng ta mới hiểu nổi, từ nổi. Phản ứng cử, phản ứng thủy giải là những phản ứng nằm trong cái giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai, khi cái phản ứng qua giai đoạn đầu rồi thì nó vẫn chưa có khả năng tan được, nên cơ thể lại tiếp tục cung cấp một cái số các cái chất nội sinh, và những cái chất này nó sẽ được xúc tác bởi các hệ thống enzyme rất đặc trưng để gắn vô cái sản phẩm, gắn những cái chuyển hóa giai đoạn một được gắn theo phần này thì nó tăng cái tính thân trong nước hơn, cho nên nó có thể dễ hòa tan vô trong nước tiểu, trong cái dịch đào thải ra ngoài. Và đương nhiên về mặt xét nghiệm để phát hiện thuốc thì người ta sẽ tìm các dẫn xuất này, dẫn xuất này. Các bạn sẽ thấy nếu giờ cái bản này thì các bạn nó mô tả này, cái cấu trúc, cái cơ chất của cái thuốc đó thì được qua cái giai đoạn một rồi thì nó có thể gắn với cái chất nội sinh là acid hyaluronic để nó được xúc tác bởi enzyme Campera, và sau đó nó thải ra ngoài nước, như người ta sẽ tìm thấy trong nước tiểu dưới dạng liên hợp với acid hyaluronic. Và cái phản ứng nó được thực hiện đó người ta gọi là đã được liên hyaluronic qua được nha. Nên các bạn đọc lâu dài nó nói cái phần đào thải thuốc được thải 10% ở dạng liên hợp với acid hyaluronic, 50% ở dạng lysine nhân dân, các bạn hiểu nha, ở đâu có. Thì đây là do những cái chất nội sinh ở bên trong cơ thể nó cung cấp. Nhắc lại, không phải muốn đào thải thì phải đem những thứ này vô, mà phải là do những chất nội sinh tạo ra. Lý do tại sao? Đây là phản ứng sinh học, nó dùng cái hệ thống enzyme bên trong cơ thể để xúc tác, để gắn thằng này vô với thằng này để mới thải ra ngoài. Nên nếu chúng ta đem một cái chất ngoại sinh vô thì tạng sẽ bị dẫn ra. Nên trước đây có rất nhiều người lầm lẫn, họ sẽ đưa cái acid glycolic vô để giải ngộ độc thuốc, họ đưa cái glutathione vô để giải ngộ độc thuốc, hay là làm trong trường hợp tăng cường chức năng miễn dịch của chúng ta, tăng cường chức năng gan, động dân, thật sự cơ thể nó không có xài được, nó không có xài. Đem vô rồi nó cái tạng riêng này nó đâu có dồn ra đâu, mà nó giúp cho gắn ra. Đó là cái để các bạn chú ý nha. Nên trước đây nếu các bạn sẽ thấy họ hay cho glutathione liều cao vô, họ nghĩ đưa từ ngoài vô cao thì nó giúp để gắn kết những cái sản phẩm đào thải của gan để tăng cường chức năng gan, trong ngộ độc thực phẩm, trong ngộ độc thức ăn. Nhưng sau đó thì người ta sử dụng thuốc này, người ta sẽ ngộ được các khái niệm mà chúng ta sẽ học trong phần này. Off-label tức dùng thuốc gì đây, không có bằng chứng liên quan, không có bằng chứng liên hợp, là thuốc off-label. Thì sau đó đến năm 2012, Cục Khám Chữa Bệnh và Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế họ không cho phép chỉ định cái glutathione trong các cái trường hợp và cho các cái bệnh lý, nên những cái chế phẩm đưa vô cái giải làm trắng hoặc là những cái không có cơ sở đó, đây là không có bằng chứng đó,
nó dùng trong đó, nên các bạn sẽ thấy đưa vô gì đó để giúp tê lão quá thì không có cái gì để giải quyết được hết nha. Và nó sẽ dẫn đến xuất hiện những cái trạng thái giống như do dùng cái glutamine đó, tại vì nó là những cái chất đưa vô từ bên ngoài chứ không phải là do cơ thể sinh ra. Cái mới nhất là mới vào tháng 3 năm 2012, Bộ Y tế họ đưa ra công văn luôn, glutathione chỉ được phép cho hai cái chỉ định giống dạng, còn những cái chỉ định khác không được phép dùng. Trước đây người ta cứ cho glutathione vô để tăng cường chức năng gan trong giải ngộ độc thuốc để lùi hen, và bây giờ không có, nó chỉ được chỉ định trong cái trường hợp này thôi. Nó rõ ràng giống vậy đó để các bạn hiểu lý do chúng ta hiểu tại sao glutathione đó là glutathione nội sinh bên trong cơ thể chứ không phải là glutathione đem từ bên ngoài vô. Bị đem từ bên ngoài vô, cái hệ thống enzyme trong cơ thể nó dồn nó ra để nó gắn với những cái chất chuyển hóa thuốc ở trong cơ thể nó mang ra ngoài. Đó là cái để bạn chú ý. Vậy thì quay lại trong cái pha 2, các bạn sẽ thấy nha, đây là chuyển hóa của ibuprofen đó, nằm trong dấu hình test nha. Ibuprofen qua cái pha 1 nè, nó bắt đầu phân oxy hóa diễn ra, nó gắn chống hydroxy vô phân cực nè. Tới đây nó bắt đầu qua cái pha thứ 2, nó gắn vô tay đây là cái acid glycyrrolate nè. Và cái phước chất này bây giờ nó chiếm 17% cái sản phẩm đào thải của ibuprofen. Và nhờ gắn vô đây giống vậy thì nó phân được hơn rất nhiều, nó dễ hòa vô trong nước tiểu, hay là nó theo trong dịch mật để nó thải trong tiêu hóa, hoặc là nó hòa vô trong nước tiểu để nó theo đường tiểu ra ngoài. Đó là cái một cái phản ứng. Thì các bạn về đọc trong bài những cái chất nội sinh để chúng ta biết khi nó thải ra cái gì nha. Thì tổng đài chúng ta nghe nhé, đó là acid glycyrrolate, phải không? Chú ý dùng cái acid glycyrrolate bởi vì trong quá trình đào thải nó sẽ xuất hiện một cái chu trình gan ruột, chúng ta sẽ nghe nhắc liên quan đến cái thằng này. Thì nữa chúng ta sẽ nhắc tới hay đây là liên hợp với acid glycyrrolate. Có bản thân của acid glycyrrolate khi vô trong cơ thể muốn có tác dụng nó phải được phosphorylate hóa, tức là nó phải được hoạt hóa bởi trong cơ thể. Thì chúng ta đem cái từ bên ngoài vô là không có nghĩa gì hết, nó phải là cái để cơ thể xài. Thì đây là những cái chuyển hóa của acid glycyrrolate, các bạn coi liên hợp với lysine, liên hợp với glutathione, glutathione cũng giống vậy nha. Đem từ bên ngoài vô thì không có nghĩa gì hết, phải là những chất ở bên trong, hay là những cái khoản hơn hầu hết để nó giúp cho các thuốc dần dần phân tích hơn để phải ra ngoài. Và đương nhiên là nó sẽ mất gần như mất hết quả tinh, bởi vì nó đã biến đổi công thức để nó phân cực, nó gán thêm rất nhiều các sản phẩm khác ở bên trong cơ thể, nên dần dần nó là mất nó bị phân không được, nó mất tác dụng. Thì còn cái phần còn lại bắt đầu chặt bỏ ha. Thì bữa sau sẽ tiếp, thì anh sẽ về coi thêm ví dụ như những cái hậu quả trong quá trình chuyển, để thấy người ta ứng dụng trong điều trị như thế nào ha.